Ngày 29 tháng 8, các cơ quan chức năng Việt Nam và các cơ quan chức năng Đài Loan Trung Quốc đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa 230 công dân Việt Nam từ Đài Loan Trung Quốc về nước. Hành khách trên chuyến bay là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.